của em quay cái bếp kia, bởi vì nhiều bác có tuổi thì bác không xem một lúc hai con được, thì em sẽ quay từng con một với hai nó giống nhau. Với em quay con này 2011 rồi. Và em có hướng dẫn các bác chế độ nấu cơm mà không cần bếp có chức năng nấu cơm ấy, mà vẫn nấu được cơm ấy, thì các bác xem lại video nhé. Để bác nào mà đã mua bếp nhà em rồi thì các bác và bật chế độ nấu cơm nhé, thì không cần bếp chức năng nấu cơm vẫn nấu được cơm nhé, bởi vì nó có cái ti chống cạn mà. Thì các bác vào xem nhé. Để em quay tiếp một con nữa, là con này là đát 2015, con này má con này BA340WAG đây, thành bếp của em đây. Tháng 1/2015, má bếp BA340WA đây, hai đò đây đấy. Và vừa trước khi em lại vội em chưa gặp tôi biết đây, trước này em lại đây các bác cứ bỏ nè, đây bếp đây, đây các bác nhìn hộ em camera quay thật gần vào luôn, thì có nhiều bác quảng cáo úi sời bếp mà lướt mà không sơn, đây các bác nhìn thấy bếp là không sơn đâu đấy, các bác phải nhớ này, chúng em bỏ tiền các bác chưa cần phải mua, trước tiên là chúng em trước bán đặt địa vị, chúng em rút ra tiền ra mua chiếc bếp này về, thì dĩ nhiên bản thân chúng em đi chọn, em phải chọn chiếc bếp đẹp về trước thì em mới bán được, chứ bây giờ em chọn chiếc bếp xấu về thì em bán cho ai, đúng không? Thế là bản thân bọn em trước khi bác mua, em đã bỏ tiền ra mua về thì em phải chuẩn lượng rất là kỹ càng em mới mua, cho nên là để về đây là chất lượng rất là tốt rồi, thì các bác cứ yên tâm thôi, mình mua ở những đại lý cửa hàng như nhà bọn em thì bác yên tâm, em vừa là người bán vừa là thợ sửa trực tiếp luôn, mà trong thậm chí nhé em còn đào tạo thợ nghề luôn, thế nên là các bác yên tâm thôi, mua thì em không phải lo nghĩ gì đâu, vì cận tết rồi các bác không nhanh không nhanh chân mua bếp nhé, tầm tháng sau nhé, các bác muốn mua bếp không có bếp mà mua đâu, bởi vì mà có mua được nhé thì giá nó cũng ngất ngưỡng luôn, bây giờ các bác còn được quyền lựa chọn mà nó rẻ, các bác theo em các bác lên tranh thủ mua đấy. Camera quay dần là gì, trước khi em lắp đây, các bác lại nhìn tìm em này, các bác nhìn tìm để con nhìn tìm, em chưa mại đâu nhá, đây là vẫn vết mạ này, mạ này, em bật đèn lên cho nó sáng, các bác nhìn cho nó dễ đây, các bác coi này, để các bác nhìn nó sáng chưa? Đấy, bên này này, để các bác mua bếp đấy không cần người ta phải cạy ra này đâu, các bác yên tâm mua bếp các bác không cần cạy đâu, các bác cứ để ý em cái bếp nhá, mà dùng nhiều ở dưới nó han thì yên tâm là những cái đầu bếp nó sẽ phải han, bởi vì nước nó chạm đi trước thì nó chảy xuống dưới, thì các bác mua có để ý này trước hốc ga cho em trước, đấy để ý cái hốc ga trước cho em, xong mình đang để ý cái xung quanh. Đấy, còn đây thành vách rồi đây. Thôi em sẽ vào tiếp bếp đây, thành vách đây. Để các bác nhìn đây, thành vách này thì cực lét luôn. Các bác mình thông cảm cho em vì em bật cái đèn pin này, em vì này em bật pin này cho nó sáng. Cho nó sáng thì các bác nhìn bóng mờ, nếu vết xước vậy nó phản quang lại ngay, vì con này nó màu là màu ghi. Đấy. Nó bóng đến mức em tưới nước nó chảy luôn. Thì các bác nhìn, nước còn không đọng lại luôn. Các bác nhìn. Em vậy đấy, nước nó không đọng luôn, bởi vì thế là tức nghĩa là cái này nó còn rất bóng, độ bóng nó còn rất cao nó mới chảy được nước nhỉ. Thế các bác ở nhà các bác lau lấy giá, bác lau chùi cũng sướng, nó vì nó bóng nó không bám vào dầu mỡ, bác lau chùi nó cũng sướng, nhưng bếp kia nó sần sùi bác lau nó bám bẩn như bà không gì hết. Đây bên này cũng vậy, đây đang quay này. Hai con môi chè này của em cực kỳ nhét luôn, hầu như không có vết xước sát gì luôn, thành vách đây, lò nướng đây, em lại quay lò nướng cho các bác, đây lò nướng đây. Đó. Tôi vẫn nguyên đây, nó lớn lên lòng nó đây, các bác quay gần đây, đây nó đây, các bác nhìn đây, thế thì đấy có được 95% các bác mua không, hay có khi lại có khi 100%, đây đít đoi đây, các bác nhìn đây, làm gì có vết han nào đâu, thì các bác mua bếp cứ yên tâm thôi, ở nhà em giá thì giá giận mình luôn, nhưng rẻ nó là chất lượng nó tốt, thì em mua được rẻ em bán rẻ, em lái ít thôi, chiếc bếp này em chỉ lái 200-300 nghìn thôi, lấy công làm lái nó không cần phải lái nhiều. Đấy các bác, và buôn bán nó khó khăn, cạnh tranh. Thế là em chỉ cần lái tí là em bán. Còn bếp thì các bác yên tâm, thì em bảo hành thì các bác người làm không phải lo gì cả, em cứ điện cho anh Lâm, em Lâm sửa cho. Mà mua bếp thì em nhé, như trước này là em bán đắt hơn cái chiếc kia. Chiếc kia là em bán 3 triệu, trước này em bán đắt hơn có bao nhiêu đâu, có 300 nghìn thôi, là 3 triệu 3 chiếc này, đắt 2015. Mà bếp thì em vẫn có khuyến mại là pin này trong chuẩn nhá, pin mới này. À, đợt này em mua được pin xịn rồi, đợt này em liên hệ được bác ở trên Hà Nội, bác đã gửi cho pin xịn về rồi, cho nên là yên tâm rồi. Đây em vào tiếp bếp. Em vào tiếp bếp.
đun một tí cho nó hết không khí đi nhé. Rồi em thử lại. Đây. Nướng hai tầng nữa đây. Đây một tầng, đây hai tầng này. Nướng hai tầng nữa đây. Đấy, nướng hai tầng nữa. Hẹn giờ ba bếp nhé. Đây, hẹn giờ ba bếp đây. Đấy, hiện giờ được cả ba bếp nhé. Thế là ba bếp này đều hẹn giờ được, bếp nướng đều hẹn giờ được nhé. Đây bây giờ bắt tắt được một chặng. Bây giờ tắt đi một chặng. Vì là nó hết không khí rồi. Thì vừa em lắp đường ga, dây ga mà nó còn không khí nên ấn một tí nó mới lên hết không khí. Bây giờ lên hết không khí ấn phát ngay. Đây mình. Đây ấn phát ngay luôn. Đấy, nửa này xanh đét thì các bác yên tâm. Đấy, đã 2015 nhưng trước này em bán 3.3 nhé. Vẫn bảo hành cho các bác 15. Đấy, hỏng cứ điện cho em yên tâm sửa cho. Không mà mất một xu nào luôn. Hết một năm bảo hành nhưng các bác cứ gửi về tiền phí gửi đi và gửi về thôi. Chứ còn sửa chữa hay thay thế linh kiện em không lấy một xu nào luôn. Đấy các bác yên tâm nhé. Đấy, nhiều bác không mua thì em đâu, không mua thì em gửi về em vẫn sở hộ. Nhưng có đợt này là em Tết là em bận này em không sở hộ được thì các bác thông cảm. Thì em chỉ sửa cho các bác mà đã mua em chẳng may bị lỗi thôi. Mà bếp thì lỗi hí hữu lắm, bởi vì là bọn em làm cẩn thận lắm chứ không phải là làm ồ ạt lấy số lượng. Đấy nhiều bác gặp bếp thì em có bác hơn đã hay rồi chưa mua được bếp thì em luôn. Ngày nào cũng điện nhà em ra bao hôm lại điện lại mà chưa tới làm bếp cho anh à, bởi vì là em dọn bếp em dọn cho một module với bếp vip, em dọn một dạng bếp vip, bếp của em dọn một dạng bếp của giống nhau đấy. Chứ không thể phục vụ mỗi bác một ý được, các bác thông cảm. Các bác nào ưng chỗ nào thì lấy, mà gặp được chiếc bếp đấy thì mình có duyên mình mua của nhau. Đấy các bác nhé. Đây, em tiện bếp đây, cẩn thận đây. Các bác mua thì vẫn tiện cho em số này nhé. 0975360433. Cái số điện thoại của em. Số trên là số vợ em 0377996066. Các bác mà muốn gặp trực tiếp em để em tư vấn mà không qua vợ em thì vợ em đàn bà thì chỉ biết bán thôi. Nên tư vấn nó cũng kém thì các bác điện trực tiếp cho em nhé. Đấy, số điện thoại em ở dưới 0975360433. Vì giờ này giờ cận Tết này thì em chủ yếu ở nhà ít khi em đi lại lắm. Thì có thời gian để phụ các bác nhiều hơn. Đấy, nhà em ở Cầu Giàn, Ninh Giang, Hải Dương. Bác nào mà chưa mua thì cứ xem video này. Thì nhớ ủng hộ và đăng ký kênh của em thì em sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm về cái bếp ga. Đấy, như cái trường hợp mà bếp ga nấu cơm ấy là em phát hiện ra là không cần phải bếp có chức năng nấu cơm mà vẫn nấu được cơm vì lý do là có cái tí cảm biến này. Thì các bác mà vặn vừa lửa thôi, vặn tầm vừa lửa là nấu không nổi ga. Để cho nó sôi bác hơi kênh vung ra cứ để tự nấu. Tí nó chín cơm nhá, nó tự động nó ngắt ga, nó báo lỗi nó ngắt là nó khóa ga luôn. Mà em nói các bác nhá, cơm cháy nó ngon như cơm mẹ nấu luôn. Nay em mới thử rồi. Nấu không nổi ga, cơm cực kỳ giòn luôn mà ngon luôn. Đấy. Thế bác mua cái bếp ga 1 triệu cũng có lấy được nấu cơm luôn. Đấy. Thì cái chế độ nấu cơm ấy thì ngày mai em sẽ lắp bếp của em và em sẽ quay video trực tiếp cho các bác nhìn luôn. Đấy, ở ngày mai. Đấy, bây giờ thì hiện tại là em cứ quay bếp này, hiện tại em đang có mấy cái bếp mà dọn trước á. Vì video nó hơi dài thì em quay tạm như thế để em quay trong chiếc bếp ga mặt kính nhá. Chúng em chào các bác nhá.